ăn buffet ở Hà Nội, nhóm khách 7 người đút túi hơn 7 cân hải sản mang về. Trưa ngày 25 tháng 1, trang Facebook của nhà hàng buffet CD đã phát trực tiếp tình huống khách tới ăn buffet. Ở cơ sở trên đường Nguyễn Trí Thanh, Đống Đa Hà Nội, lén đút túi hơn 10 cân hải sản mang về. Trong video, nhân viên của nhà hàng cho biết, theo quy định của nhà hàng, khách tới ăn buffet tại chỗ có thể ăn no rồi lại ăn tiếp nhưng không được mang về. Thế nhưng vào trưa ngày 25 tháng 1, một nhóm khách gồm bảy phụ nữ vào nhà hàng, sử dụng dịch vụ, đã lén lấy hơn 10 cân hải sản và một số món ăn khác. Cụ thể, phía nhà hàng chia sẻ, nhân viên nhà hàng thấy nhóm khách này liên tục tới quầy đồ ăn để lấy hải sản. Thế nhưng lúc dọn bàn, những người phục vụ lại không phát hiện vỏ tôm cua ghẹ nên nghi ngờ. Khi bộ phận an ninh kiểm tra camera giám sát, những hình ảnh từ máy quay cho thấy khách vừa ăn vừa lén nhét hải sản vào túi để dưới bàn. Khi khách ra về, bộ phận an ninh giữ lại xin kiểm tra túi. Ban đầu, nhóm khách không cho nhân viên an ninh kiểm tra, bảo bên trong chỉ có quần áo. Đến khi nhân viên nhà hàng cho xem camera, họ mới đồng ý cho xem túi. Lúc này, nhóm phụ nữ nhanh chóng bỏ đi, chỉ còn lại một người xách túi và một chị trưởng đoàn đang chờ tính tiền. Chúng tôi mở túi ra thì phát hiện bên trong có rất nhiều cua ghẹ, tôm càng, bánh bao. Nếu chỉ tính hải sản thì họ đã lấy được hơn 10 cân. Lúc đầu, khách hàng tranh cãi, bảo họ ăn không hết nên mang về. Chúng tôi nhẹ nhàng giải thích, yêu cầu họ tính phí thức ăn thừa. Thế nhưng khách không đồng ý, nói không có tiền, không biết chữ. Sau gần 2 tiếng đồng hồ đôi co, chúng tôi đành phải gọi công an phường Láng Hạ tới giải quyết, phía nhà hàng cho biết. Trao đổi với phóng viên, ông Đào Mạnh Cường, trưởng công an phường Láng Hạ, Đống Đa Hà Nội cho biết, chúng tôi đã làm việc với cả khách tới ăn buffet và chủ nhà hàng. Nhóm khách này tới ăn, lấy nhiều đồ chế biến sẵn, nhưng ăn không hết nên họ mang về. Nếu khách lấy đồ hải sản chưa chế biến, mới là hành vi trộm cắp. Vì vậy trường hợp này chỉ xử lý theo quy định của nhà hàng, bởi nhà hàng đã có bảng quy định khách không ăn hết thì phải phạt theo quy định rồi. Phía nhà hàng cho biết đây là lần thứ hai nhà hàng gặp sự cố khách hàng lén lấy hải sản mang về. Lần trước hai khách lấy gần 4 cân hải sản, còn lần này thì hơn 10 cân.